phải bạn đang tìm một dàn âm thanh rất tuyệt vời bên ngoài đến chất lượng với thiết kế lẫn tính năng hiện đại nhưng cứ lê hơi mãi mà vẫn không tìm được một dàn âm thanh ưng ý, mặc dù bạn đã chọn được những thiết bị riêng lẻ cho mình nhưng khi phối ghép lại với nhau thì không được như mong muốn. Mặt khác, bỏ ra một số tiền lớn để chọn một dàn karaoke thì việc kỹ càng và khó tánh cũng là điều không thể tránh khỏi. Những vấn đề trên nghe có vẻ phức tạp nhưng với Vida chỉ cần một sản phẩm là có thể giải quyết được tất cả mọi việc. Đó là dàn karaoke Vida 4X 2019, một dàn âm thanh phối ghép chuẩn nhất và đang gây sốt trên thị trường hiện nay. Chần chờ gì nữa, chúng ta cùng tìm hiểu thêm dàn karaoke 4X này có những gì nhé. Đầu tiên phải kể đến đầu karaoke Okara M10 với bộ nhớ là 4TB. Thiết kế nhỏ gọn với màu vàng đồng thể hiện sự tinh tế, hiện đại, tự động chất lượng âm thanh bài hát cũ, chất lượng hình ảnh lên đến Full HD nên M10 có hoạt động mượt mà và ổn định. Đầu karaoke cao cấp Okara M10 sở hữu khả năng lưu trữ khổng lồ, khả năng nâng cấp ổ cứng lên đến 6TB, kết nối thông dây, chạm lướt và chọn bài test bằng smartphone, tablet hoặc là màn hình cảm ứng. 2. Men E3 F2500. Thiết kế ấn tượng với điểm nhấn viền đen xám, tỷ lệ méo tiếng chỉ ở mức 0.05%, cho âm thanh sạch sẽ, âm bass không bị hòa lẫn cùng âm chép, khả năng chơi ở 4 chế độ, men chơi tốt trong không gian tầm 30m² đến 45m². 3. Mixer E3 K908. Thiết kế nhỏ gọn với các đường nét hiện đại mạnh mẽ, khả năng chấm hú rè lên đến 95%, chế độ tăng giảm tông nhạc đẳng cấp, phù hợp với những gia đình chơi âm thanh đích thực. Tùy chỉnh tông cao thấp theo mức độ yêu cầu nhờ tích hợp lên đến 20m. Mixer xử lý tiếng vang là echo cực mịn và tiếng hồi là reverb cực hay. 4. Loa karaoke DE Acoustic MH10. Là dòng loa full có kích thước nhỏ gọn hơn nhiều so với các dòng loa trên thị trường, công suất cực đỉnh lên đến 1000W, giúp loa mang đến âm thanh mạnh mẽ, chơi được những không gian phòng khá rộng từ 25 đến 40m². 5. Micro karaoke E3 V606. Phần thân micro được phủ sơn nhám với tác dụng chống trơn trượt, sử dụng sóng UHF cho độ ổn định cao, sở hữu 200 kênh tần số, bắt âm cực chuẩn và hút giọng, chấm hú tự động và có thể hoạt động trên 8 giờ liền.